Đồ Gỗ Thiền kính chào quý vị, này đang là buổi chiều ngày 22 tháng 10 năm 2021. Lúc này chúng tôi đang đóng gói bức tranh Vinh Quy Bái Tổ kích thước 97m97, loại mà 22 triệu chưa kể vận chuyển ấy, cả tiền vận chuyển là 23 triệu. Thì cái này chúng tôi chuyển vào thôn 9, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Đây là bác hai trai hàng quen đã mua lần này là lần thứ mấy rồi. Đấy, thì bác cũng xa cách thì không tiện về, thì bác bảo là theo dõi từ lâu rồi. Đợt trước cũng có mua tranh khảm của Đồ Gỗ Đức Hiền rồi. Thấy về dùng tuyệt vời cho nên bác quyết định là mua tiếp. Rất cảm ơn bác là sáng nay đã chuyển khoản cho 2 triệu. Và sẽ từ giờ đến tối sẽ chuyển ra bưu điện để chuyển vào cho bác. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của Đồ Gỗ Đức Hiền. Bên kia đường trên màn hình quý vị nhìn thấy là khu A 6 tầng. Còn khu C bên này đây. Đấy. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại trên màn hình 0984666999 hoặc là Zalo là 0967666111. Nhân tiện đây tôi giới thiệu luôn là các cái tranh khảm của Đức Hiền lúc nào cũng có chừng 300 tấm, đủ các mẫu mã và kích thước khác nhau và hàng đã khô kiệt rồi. Chính sách bảo hành là dù bao nhiêu năm mà bị bong, bị hỏng, bị vỡ, quý vị đều có quyền mang đến đổi tấm mới. Ở đây đủ hàng để đổi cho quý vị. Đấy là nói hết nhẹ thế thôi chứ còn không bao giờ nó làm sao cả. Các bác dùng lâu rồi thì biết, dù bao năm nó vẫn chơi là như vậy. Thì tất cả các cái ván gỗ ở đây đều được làm để khô sau 1 năm trở lên. Còn các sản phẩm thì rất nhiều. Còn cái gì làm trước chúng tôi giao trước. Các cái tấm tranh Vinh Quy Bái Tổ kích thước 97m7 là hiện nay trong cửa hàng lúc nào cũng có vài tấm, thậm chí là vài chục tấm. Nhưng mà nó ở các cái dòng khác nhau, tức là dòng 22 triệu và 35 triệu. Còn đây tiền ship chúng tôi ship toàn quốc chỉ tính có 1 triệu thôi. Đóng gói thì miễn phí. Đấy, đóng gói là dùng xốp bọc kín 6 bề. Cho nên là cái này là kích thước của bức tranh là có khoảng độ 97m97 và dày cả tính cả cái thang thì chưa đến 10cm. Nhưng mà bây giờ đây quý vị nhìn thấy nó dày lên đến hơn 20 rồi. Đấy. Hơn 20cm. Như vậy là kích thước nó bây giờ phải vào độ 1m2 nhân với 2m2 và dày 20. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Còn bên trong kia là chúng tôi đang chuẩn bị đang sơn lại hàng đây, để chuẩn bị chuyển cho quý khách ở Hà Nội. Xin tạm biệt quý vị ở đây.